Mình chơi hẳn luôn một cái, đó chính là vừa test sequential và vừa test random luôn bằng cách chuyển một folder 220GB vào chiếc ổ cứng của chúng ta. Điều này thì đã khiến cho kết quả rất là bất ngờ. 12 chiếc ổ cứng, một kích cỡ và hai thế hệ NVMe. Liệu rằng đâu mới là ổ cứng xịn nhất của năm 2022? Hãy cùng bắt đầu nhé! Các bạn đã biết gì chưa? Hacom mở cửa xuyên Tết từ 21 tháng 1 tới 25 tháng 1, tức từ 30 Tết đến mùng 4 Tết âm lịch tại Hacom Đống Đa và Hacom Quận 7. Đặc biệt, Hacom còn có khuyến mãi giảm 10% toàn bộ các sản phẩm PC, laptop, gaming gear từ 2 triệu đồng. Hacom xin kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng. Ok, thì ở đây mình đang có tổng cộng là 12 chiếc ổ cứng từ rất nhiều các hãng khác nhau. Nào thì Intel, nào thì Arata, nào thì Lexa, nào thì MSI, nào thì WD. Rất nhiều các loại ổ cứng. Mình muốn test xem rằng là đâu là ổ cứng 512GB tốt nhất dành cho anh em sử dụng bây giờ. Dù kể cả là load game, chứa Windows hay là random read, random write, chứa các phim, ảnh hoặc là làm việc gì đấy, thì xem đâu là ổ cứng tốt nhất và với cả giá trị tốt nhất nữa anh em nhé. Tất cả những cái quả ở đây thì đều là những cái quả mới khách quan nhất. Không một hãng nào được đụng vào cả, không một ai được đụng vào những cái quả này cả. Tất cả đều được mình test và mình kiểm chứng. Thế nên là đây hoàn toàn là không quảng cáo anh em nhé. Hãy bắt đầu với lineup của chúng ta đây. Đầu tiên, chiếc SSD rẻ nhất KingFast F8N anh em ạ. Chiếc SSD này chỉ có mức giá 999.000 mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ có Arata SX6000 Lite. SSD này có mức giá là 1.049.000. Tiếp theo nữa chính là chiếc Apasu AS2280P4 anh em nhé. Chiếc SSD này có mức giá là 1.099.000. Tiếp theo, một chiếc SSD cực kỳ là hot trong thời điểm hiện tại, đó chính là chiếc Kingston NV2 PCIe Gen 4, nhưng liệu rằng nó có chuẩn không với mức giá 1.139.000 thì tí nữa cùng check nhé. Kế tiếp đó ta sẽ có Lexa MM620 với mức giá là 1.259.000 anh em ạ. Tiếp theo ta sẽ có chiếc SSD đến từ Intel 670P với mức giá là 1.399.000. Cũng cùng mức giá đó chúng ta sẽ nhận được chiếc Arata XPG GameX S11 Pro cũng với mức giá như vậy. Nếu tăng thêm 50.000, chúng ta sẽ được một chiếc SSD RGB, chính là chiếc Spectrix S40G đến từ nhà của XPG, tức là Arata đấy anh em ạ. Cũng cùng một mức giá như vậy, chúng ta sẽ được một chiếc SSD đến từ MSI, chính là chiếc Spartium M390 cùng mức giá đó. Tăng thêm 100, chúng ta sẽ được một chiếc SSD đến từ Western Digital, đó chính là chiếc SN570. Và cộng thêm hơn 100 nữa, ta sẽ nhận được một chiếc SSD đến từ nhà Samsung, chính là chiếc 980 anh em ạ. Em này thì Gen 3 thôi nhá. Và cuối cùng thì chiếc ổ cứng đắt nhất chính là chiếc Kingston KC3000 với mức giá trên 2 triệu một tí. Nhưng hãy cùng xem liệu rằng với mức giá 2 triệu đấy em này có ngon không nhá. Trong tất cả những SSD của mình đây thì đa số sử dụng chip TLC, chỉ có mình em SSD 670P của Intel là sử dụng chip QLC thôi. QLC thì sẽ có độ bền thấp hơn và sẽ có một tốc độ thấp hơn so với cả TLC. Nhưng mà em này thì lại được trang bị DRAM, một trong những thứ khá hiếm trong những dòng này. Ngoài em Intel ra thì chúng ta sẽ chỉ còn có chiếc GAMX S11 là có DRAM này, chiếc Spectrix S40G cũng có DRAM và chiếc KC3000 là có VRAM thôi, chứ còn tất cả mọi thứ còn lại thì không có DRAM một chút nào anh em nhé. Thay vào đó chúng ta sẽ nhận được là SLC Write RAM, thì cái đấy sẽ tăng tốc độ ghi của anh em một chút nhưng mà không hiệu quả được bằng DRAM đâu. Rồi, nhưng mà Gen 3, Gen 4 có DRAM hay không có DRAM thì liệu rằng những em này hoạt động như nào, tốc độ bao nhiêu và load game được nhanh không? Hãy cùng thử kiểm tra xem nhá. Hãy cùng bắt đầu bài test chơi game đi. Thì nếu mà anh em chơi tựa game Forza 5 thì anh em sẽ biết tốc độ load trên HDD cực kỳ là chậm luôn. Còn nếu mà là một chiếc SSD tốc độ nhanh ấy, thì nó sẽ tốt hơn một chút. Thế nên là mình sử dụng tựa game đó để test. Mình sẽ sử dụng đó chính là cái bắt đầu game đầu tiên, cái cảnh mà load để mình nhảy xuống dưới vực ấy. Thì chúng ta sẽ có những chiếc SSD sau đây chiến thắng. Đầu tiên là chiếc XPG SX6000 Lite, chiếc Apasu AS2280P4, chiếc XPG GAMX S11 Pro, chiếc WD SN570 và chiếc SSD Samsung 980 đều load tựa game này ở mức là 56 giây thôi. Kế tiếp đó là 58 giây chúng ta sẽ có chiếc SSD KC3000 của Kingston. Còn ở mức 59 giây thì chúng ta sẽ có chiếc SSD Lexa MM620 và chiếc KingFast F8N này. Sau đó chúng ta sẽ rơi khoảng tầm 1 phút thì tựa game Forza 5 của chúng ta sẽ load 1 phút trên chiếc Spartium M390 và chiếc S40G này đến từ XPG. Nhưng cuối cùng thì một cái kết quả cực kỳ thất vọng, đó chính là hai chiếc ở đây.
chiếc LED Intel 670p và chiếc NV2 đến từ Kingston lốt trong khoảng tầm 1 phút 21 giây và 1 phút 22 giây. Mình thực sự thấy kết quả của hai em này khá là thất vọng và mình cũng không biết tại sao nó có thể lốt lâu đến như thế. Nhưng chơi game xong thì anh em vẫn phải sử dụng bình thường đúng không ạ? Thì ở trong phần Crystal Dismark ấy, nó sẽ có hai cái mục, một là sequential, hai là random. Thì sequential tức là anh em đọc file to và ghi file to, còn random thì là đọc file nhỏ và ghi file nhỏ. Cái này thì quan trọng như nào, cái này có ảnh hưởng như nào đến việc sử dụng anh em? Theo một vài nghiên cứu ấy, thì anh em ghi file to nhiều hơn là đọc, khoảng tầm 60-40 anh em ạ, tức là 64 ấy, tức là 60% thời gian anh em sử dụng là anh em sẽ ghi những file to, còn 40% còn lại thì anh em sẽ đọc những file to. Đấy, kiểu như vậy đấy, có thể nói là như thế. Thì thế nên là mình cũng sử dụng một cái phép toán, tự nhiên là xếp hạng, xem những con nào đọc nhanh này và những con nào ghi nhanh này, rồi xếp hạng nó này, rồi lấy tỷ lệ là 64, tức là ghi đọc các thứ kiểu liên hệ với nhau ấy. Thì sau đấy chúng ta sẽ có một kết quả như sau. Nếu mà SSD của anh em có ý định mua những em như là em KC3000 này, NV2 này, MM620 này, S11 Pro này, SN570 này, 980 này, M920 với cả em S40G này, thì chúng ta sẽ có những kết quả rất là tốt, khoảng tầm từ trên 8, từ trên 6 điểm rưỡi trở lên. Tức là anh em sẽ có một tốc độ đọc và ghi rất là chuẩn chỉnh. Nếu mà anh em chuyển những file hoặc là đọc những file to thì tốc độ đều rất là cao và rất là ổn định luôn. Nhưng nếu mà anh em mua phải những SSD như này, ví dụ như là chiếc SSD 670P này, Apacer này, F8N này, với cả chiếc SX6000 Lite, thì tốc độ đọc và tốc độ ghi của nó không được tốt cho lắm. Đặc biệt khi mà kết hợp với nhau thì càng không hợp lý luôn. Mặc dù nó có DRAM nhưng mà chiếc SSD 6 này cũng không hề hay một chút nào cả anh em ạ, khiến cho mình cảm thấy là không hợp lý đúng không? Còn nếu mà khi mà anh em sử dụng những chiếc ổ cứng này để lưu Windows, để dùng Windows và đọc random ấy, thì nó sẽ là một chuyện khác nhá. Random thì nó sẽ thường là những thứ anh em sử dụng trên máy hơn. Ví dụ như khi anh em load Windows lên đúng không, thì anh em sẽ phải đọc những cái mẩu nhỏ, những cái phần nhỏ của Windows. Hay là khi mà anh em load game thì anh em sẽ cần những cái phần nhỏ bé của từng game một ấy, từng cái asset một, từng cái MB ảnh, MB JPEG, MB PNG một, thì lúc đấy kết quả lại khác một chút anh em nhá. Khi đó thì hai chiếc SSD của nhà Kingston đã chiến thắng, rồi chính là chiếc KC3000 và chiếc NV2. Em này thì có tốc độ random rất là tốt, rất là cháy. Cả hai cái đều bằng nhau luôn đấy anh em ạ. Chắc có lẽ rằng cái controller trên này cũng khá là tốt, khiến cho cái tốc độ random read Q1T1 nó cũng khá là ok. Kế theo đó chúng ta sẽ có đó chính là MSI này, S11 Pro này, Apacer này, chiếc F8N này. Ngoài ra sẽ còn có WD980 với cả Intel. Đây là những chiếc SSD rất là tốt nếu mà anh em muốn sử dụng để làm cho sử dụng Windows anh em nhé. Tức là nếu mà anh em muốn cài Windows trên này thì đây là những SSD rất là tốt. Còn đây, hai những chiếc này đây thì lại là những chiếc không hợp lắm cho việc sử dụng Windows. Đó chính là chiếc SX6000, chiếc S40G và chiếc NM620. Mình có từng có kinh nghiệm sử dụng chiếc S40G rồi và mình phải công nhận là nếu mà mình sử dụng lại, mình cảm thấy nó không nhạy bằng, nó không nhạy bén vào khi mà mình bật file lên, mình bật my computer lên hay bật download cái thứ kiểu lên, mình cảm giác nó không được nhạy bén. Và có lẽ rằng đây chính là lý do tại sao nó lại bị thế đấy. Cái số điểm random read, random write của nó cực kỳ là thấp, và kể cả hai mấy cái này luôn đều tương tự thấp như nhau. Thế nên là những chiếc ổ cứng này chỉ hợp để anh em cài game thôi nhá, chứ không phải là cài Windows. Nhưng nó thật ra đấy chỉ là những cái thông số khi mà đọc bằng bài test thôi. Tức là mấy cái bài test rất là cơ bản thôi. Những con số đấy nó sẽ thể hiện được một phần nào cái sự thực khi anh em dùng một chiếc máy. Thế nên là mình chơi hẳn luôn một cái, đó chính là vừa test sequential và vừa test random luôn, bằng cách chuyển một folder 220GB vào chiếc ổ cứng của chúng ta. Điều này thì đã khiến cho kết quả rất là bất ngờ. Khi mà anh em chuyển như thế thì anh em sẽ cần phải có cái gì? Đầu tiên là tốc độ đọc tốt này, tốc độ ghi tốt này, tốc độ chuyển tốt này, tốc độ random tốt, sequential tốt. Và đặc biệt nhá, những chiếc SSD sẽ có DRAM thì nó lại có lợi thế hơn ở một phần thôi. Nhưng đây có một kết quả rất bất ngờ luôn nhá. Khi mà mình test chuyển như thế thì chiếc đầu tiên chiến thắng đó chính là chiếc MSI, chuyển cực nhanh, cực kỳ lực, vội vàng luôn. Sau đó chúng ta sẽ có chiếc S11 ở đây, rất hợp lý. Và tiếp theo chúng ta sẽ có chiếc Lexa. Chiếc Lexa đây. Và kế sau đó cứ nghĩ rằng là nó nhanh nhưng thực ra nó lại không nhanh chút nào anh em ạ. Là chiếc KC3000, nó mất một chút thời gian để chuyển. Và cái tốc độ random khi mà bị đầy cái DRAM với cả SL cache ấy thì khá là chậm đấy. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có những thứ như là S40 này, NV2 này, 980 này, SX6000 này, 570 này, Apacer và cuối cùng là F8N. Có một chiếc SSD ở đây hiện tại đang không xuất hiện, đó chính là chiếc 7670P.
Tại sao mình lại nói là chiếc này ở cuối cùng? Bởi vì em này mất cực kỳ lâu để chuyển 220GB luôn. Cực kỳ là lâu luôn anh em nhá. Thay vì là mất ví dụ mấy phút như các anh em khác thì em này gất gần như là gần 12 phút luôn. Quá là lâu la. Cái này có lẽ rằng bởi vì là anh em trên chiếc SSD này sử dụng, đó chính là mặc dù có DRAM các thứ kiểu nhá, nhưng nó sử dụng QLC khiến cho tốc độ của nó chậm hơn rất là nhiều. Và nếu mà anh em nào làm việc nặng nề nhá, đặc biệt là hay chuyển các file linh tinh giữa các ổ nhá, thì mình khuyên rằng anh em không nên sử dụng chiếc ổ này để làm việc như thế đâu. Và mình còn có thêm một thứ nữa, đó chính là nhiệt độ. Cái nhiệt độ thì nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cả cái mức hoạt động đâu, nhưng mà mình cảm thấy rằng là vì là chiếc tức là bất kỳ cái thiết bị điện tử nào đều có tuổi thọ, thế nên là mức nhiệt độ nó vừa phải thì là ok. Cho chiếc này là mát nhất này. Đấy, em này thì là mát nhất, em này thì là nóng nhất. Mức nhiệt độ của nó chênh lệch khá là nhiều. Em này thì có mỗi 6 mấy thôi, còn em này lên tận 8 mấy được. Hơi sợ một chút. Vậy thì kết luận là gì? Mình sẽ có thể gọi là 5 giải cho những chiếc SSD ở đây. Thì chúng ta sẽ có giải đầu tiên, đó chính là SSD load game nhanh nhất trên giá tiền. Thứ hai chúng ta sẽ có, đó chính là chiếc SSD sẽ nhạy bén nhất khi dùng Windows. Thứ ba chúng ta sẽ có, đó chính là chiếc SSD hiệu năng tốt nhất trên giá tiền. Thứ tư chúng ta sẽ có chiếc SSD hiệu năng cao nhất. Và thứ năm đó chính là chiếc SSD sẽ phục vụ bạn. Cái chiếc SSD hiệu năng cao nhất ấy, nó sẽ là tức là một chiếc SSD có mức giá không quan trọng, chỉ cần là nó có mức nhiệt độ ok và hoạt động tốt nhất thôi thì sẽ được giải đấy. Còn chiếc SSD sinh ra chỉ để phục vụ bạn, bạn mua bao nhiêu tiền cũng được và nó nóng bao nhiêu cũng được, nhưng mà nó sinh ra để phục vụ bạn và nó phải có tốc độ cao nhất, thì đấy là sẽ giải thứ năm anh em nhé. Với chiếc SSD tốc độ load game cao nhất trên giá tiền, chúng ta sẽ có, đó chính là chiếc XPG SX6000 Lite. Chiếc này thì có tốc độ load game khá là nhanh, đặc biệt là tựa game Forza 5. Và mức giá của nó thì cũng cực kỳ là rẻ luôn, chỉ có trên 1 triệu một tí, khiến cho nó thành một chiếc SSD chứa game cực kỳ là hợp lý. Còn nếu mà anh em muốn mua một chiếc SSD nhạy bén nhất cho Windows thì chiếc KC3000 đây lại là một chiếc SSD cực kỳ là tốt. Nó có NVMe 4.0 để cho anh em có thể tốc độ cao nhất và hợp lý nhất với cả những bộ máy hiện tại bây giờ. Những bộ máy bây giờ đa số đều sử dụng đó chính là PCIe NVMe 4.0 rồi. Thế nên là em này cực kỳ là quẩy luôn. Và cuối cùng thì chiếc SSD tốt nhất trên giá tiền đó chính là chiếc XPG GAMX S11 Pro là 3.0. Thế nên là anh em có thể cắm được bất kỳ bộ máy nào là 3.0 anh em nhé. Với chiếc SSD có mức hiệu năng cao nhất mà không quan trọng về giá tiền thì chúng ta sẽ có GAMX S11 Pro. Trong những bài tính của mình thì em này vẫn là cao nhất trong tất cả anh em nhé. Còn giải cuối cùng, chiếc SSD cuối cùng hiệu năng cao nhất, mức giá cao kệ không quan tâm, nhiệt độ bao nhiêu cũng không quan tâm, thì kẻ chiến thắng đó chính là chiếc GAMX S11 Pro. Mình cũng biết nào, nhưng mà những chiếc SSD khác vẫn không thể nào đánh bại được cái mức hiệu năng trên giá tiền và kể cả là cái mức nhiệt độ của em này nữa. Dù có mở khóa nhiệt độ, mở khóa giá tiền đi thì em này vẫn có một mức hiệu năng rất là cao, anh em nên mua. Và mình cũng lắp nó ở trong cái bộ mini PC đem về Tết ấy, nhìn chung nó cũng khá là ngầu đấy anh em ạ. Nói chung là nếu mà anh em hứng thú với những sản phẩm đấy thì mình sẽ để đường link 12 chiếc SSD nhá. Anh kia sẽ cực kỳ là vui khi cho những cái link đấy. Rồi, thì cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.